VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc, pin vị chất, mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer mùa 2, đón xem sớm nhất tập mới 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và thưa quý vị, chương trình The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2 do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holding thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Và quý vị hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí VION để được xem trọn bộ The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. VION là ứng dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và cùng với chúng tôi Futel VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin được cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Và cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón hội đồng cố vấn trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành. Ca sĩ Top Team. Ca sĩ Bích Phương. Và cố vấn khách mời ngày hôm nay đó chính là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hương. Ngày hôm nay thì rất là vui mừng gặp lại hội đồng cố vấn cũng như được chào đón một cố vấn khách mời mà phải nói là độ cảm âm tuyệt đối, đã thu âm cho cả tỷ ca sĩ rồi. Xin chào Khắc Hưng ạ. Dạ vâng, chào anh. Không biết là Khắc Hưng ở những số vừa rồi đã thử đoán ra những cái mascot chúng tôi hay chưa? Em cũng làm bài tập về nhà rồi. Yeah. Và nói chung là em cũng nghe ra một số người mà theo em nghĩ là đến 99% em cũng khẳng định được. 99%. Tại vì người ta thu âm với cả showbiz mà. Đúng rồi. Uy tín quá, em cảm thấy ấm lòng ngày hôm nay em. Có người để cọp dê. Em ơi, người ta biết về nhiều ca sĩ không đồng nghĩa là người ta thân với em đâu, em hiểu không? Không, chị em mình cũng được mà đúng không? Em vẫn còn đang có một món nợ với chị đấy, nên em phải đối xử tốt với chị. Hình như là hai sao ấy. Nhiều quá. Cá nhân Thành nha, cũng rất là ngưỡng mộ tài năng của Khắc Hưng, bởi vì đối với Thành, Khắc Hưng là một trong những nhạc sĩ trẻ có cái độ cập nhật rất là tốt với những gì mà thế giới đang diễn ra. Mình cũng hy vọng là với cái bề dày kinh nghiệm làm việc với nhiều người thì hôm nay Khắc Hưng sẽ đoán được nhiều người. Welcome em đến đây. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ chính là buổi trình diễn để đời. Chúng ta có nhớ về một buổi biểu diễn nào đặc biệt để lại nhiều ấn tượng trong cuộc đời mà chúng ta hoạt động nghệ thuật hay không ạ? À, em cá là buổi trình diễn này của em là không có bất kỳ một ai ở đây có luôn. Độc nhất vô nhị có 102. Đó là vào năm 2021. Thì lúc đó là mọi người cũng biết là chúng mình phải ở nhà hết vì dịch Covid. Thì lúc đó là em có nhận được lời kêu gọi của các anh chị thành đoàn để đến trình diễn cho các bệnh nhân ở khu cách ly Covid. Em sẵn sàng hăng hái nhận lời đi theo. Và khi mà bước vào đó là full đồ bảo hộ hai lớp từ đầu tới chân, và khán giả là tất cả những bệnh nhân đứng ở xa, rất là xa, ở trên những cái building của cái khu cách ly đó. Lần đầu tiên mình cảm thấy là cái nghề nghiệp của mình nó thực sự đem lại một cái ý nghĩa nào đó cho cuộc đời. Thì đó là một cái biểu diễn rất là nhớ đời của em. Ý nghĩa. Còn anh Thành thấy rất là trầm tư, anh đang nghĩ về buổi biểu diễn nào của mình ạ? Có một lần mình diễn ở Mỹ thì cái live show đó nó khó khăn đủ thứ chuyện. Nó bị không hoàn thành được visa cho rất nhiều nghệ sĩ. Thì quý vị biết là mấy người thì không thể thực hiện được hết một live show. Và trong đêm đó mình nhớ có một kỷ niệm rất là buồn. Có một cái người đồng nghiệp mình rất là quý trước đó, nhưng mà cuối cùng mình không hiểu vì sao là với cái mối quan hệ quý nhau đến như vậy mà cuối cùng người đó làm khó để không muốn có mặt, và mình phải năn nỉ người đó cả một ngày. Thì
Tôi vừa diễn xong cái tiểu phẩm đầu tiên, tôi ráng, tôi nói thôi kệ đi, không có người đó cũng được mở màn đại thì thôi, tới đâu tới. Bây giờ chắc tổ thử thách mình. Cái mình vừa diễn xong cái tiểu phẩm đầu tiên mình vô thì mình thấy là người đó chịu đến để đi diễn. Tôi vừa nhìn thấy cái tôi ngồi phịch xu, tôi khóc mà giống như là mình hết chịu nổi. Mình vỡ òa ra, mình nghĩ là sao trong cuộc đời là có một lúc mình phải đi năn nỉ từng người đến diễn cho mình như vậy. Và đây là một đêm live show của mình mà đây là những người mình đã từng thương yêu. Thì mình nghĩ là chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này. Mình kể câu chuyện này để cho mọi người thấy rằng là cái người thân với mình không phải là cái người mà lúc nào cũng có mặt ở bên mình, mà cái người thân của mình là cái người mà thật sự có mặt khi mình cần họ. Mà cuối cùng tôi vẫn diễn xong cái live show đó nha. Tôi không biết bằng một cái cách nào, nước mắt tôi giàn giụa, tâm lý tôi rối bời, mà tôi vẫn phải ra diễn hài chọc khán giả cười. Đối với tôi đó là một đêm diễn mà không bao giờ tôi quên trong cuộc đời. Yeah. Vừa nãy khi mà anh Thành nói về chuyện người thân á, thì em cũng nhớ lại ngay, em là một nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, không có cơ hội nhiều để có thể đứng trên sân khấu để trình diễn hay là hát. Nhưng mà năm 2020 thì anh Khắc Việt là anh trai em có làm cái live show, hôm đó anh Trấn Thành cũng có làm khách mời. Thì đấy là một trong những cái khoảnh khắc mà em cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là hai anh em thì thường ít khi bày tỏ cái tình cảm ra với nhau. Em thì là một người cũng khá là hướng nội, nhưng mà cái khoảnh khắc anh Việt và em song ca cái bài Sau Tất Cả, cái lúc đấy thì em đã không muốn khóc rồi. Nhưng khi mà đi xuống một phát và nhìn thấy mẹ em với lại bố em đang khóc, thế là em cũng không chịu được nữa. Em vào xong rồi em ôm anh Việt khóc tu tu ở sau cánh gà luôn. Đối với em, có bao nhiêu buổi trình diễn với tất cả những cái người mà nổi tiếng nhất thế giới thì cũng không bao giờ em nghĩ em có lại được khoảnh khắc đó. Có một cái sân khấu mà em rất là nhớ là cái lễ trao giải AAA. Mà hôm đấy là mỗi mình em là người Việt thôi, còn lại là toàn là nghệ sĩ Hàn Quốc. Mà ngay trước em là một nhóm nhạc các bạn ấy nhảy kinh khủng khiếp. Mà mọi người biết rồi đấy, em nhảy thì có khác gì tập dưỡng sinh đâu. Lúc đấy là em đã phải khấn tổ tiên tổ nghiệp các thứ là để cho em đừng có run nữa, mà hai cái đầu gối của em nó cứ như này này. Mà lúc đấy sân khấu phải vài chục nghìn người, nhưng mà khi em đi ra cả sân khấu hát theo em các khúc Đi Đu Đưa Đi, mặc dù dưới đấy là fan của các nghệ sĩ Hàn Quốc rất là nhiều, thì khi mà em đi ra tự nhiên em không thấy hồi hộp nữa, em cứ trôi theo cái bài hát của mình, em đang được mọi người truyền năng lượng cho mình. Thì cái lúc đấy là một cái khoảnh khắc mà cho đến bây giờ em vẫn chưa gặp lại được nó, và em nghĩ là em vẫn tiếp tục em đi ở trên con đường âm nhạc này để em muốn là em chủ động tạo ra cái cảm giác đấy. Đó là một lời gợi nhắc ca sĩ Bích Phương, muốn nhắc khéo tất cả những khán giả đi xem Bích Phương diễn là hãy hát theo bài hát của Bích Phương để cho Bích Phương được ấm áp hơn. Cảm giác là khi mình lên sân khấu với khán giả hát theo mình tuyệt vời kinh khủng quá. Anh nghĩ là ngay lúc đó đó, ngoài chuyện mọi người truyền năng lượng cho em, nó là một cái cảm giác tự hào và yêu nước nữa. Mình đại diện cho Việt Nam mà đứng mà ngần ấy người, mình cũng muốn có cái bộ mặt cho đất nước của mình phải hát cho hay. Yeah. Sau này mình còn dưỡng sinh nữa mà bên dưới mọi người vẫn cổ vũ to cho mình thì kiểu mình càng muốn làm tốt hơn. Thực sự. Còn MC thì sao? Em hả? Gần đây nhất đi là cái tập và anh chọc em rớt nước mắt đó. Bởi vì chưa một lần nào mà em rơi lệ, bởi vì em rất là giỏi về cái việc kiểm soát cảm xúc. Nhưng mà đợt đó là em trời ơi. Không, mà nói về mẹ. Đó, thật sự là đối với em là lúc nào em cũng sẽ bị mạnh cảm xúc, tức là về gia đình mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhiều khoảnh khắc của những nghệ sĩ. Họ sẽ thăng hoa như là Bích Phương chia sẻ. Ngay bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hãy về lại vị trí quen thuộc của mình, xin mời ạ. Yeah. Yo. Và thưa quý vị, đêm nay vòng 4 chúng ta sẽ có 3 nghệ sĩ cùng nhau tranh tài. Và sau 3 tiết mục trình diễn đó, chúng ta sẽ bình chọn cho nghệ sĩ mà quý vị cảm thấy là mình yêu thích nhất. Người nghệ sĩ nào sở hữu lượng bình chọn cao nhất sẽ sở hữu tấm vé đầu tiên để bước vào vòng tiếp theo. Hai nghệ sĩ sở hữu lượng bình chọn thấp hơn sẽ bước tiếp vào vòng thi đối đầu. Và dĩ nhiên, nghệ sĩ nào sở hữu lượng bình chọn thấp hơn tại vòng đối đầu này sẽ là người phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ để xem nghệ sĩ nào sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong vòng 4 ngày hôm nay. Xin mời! Thực sự có mascot không mọi người? Thì tối om như tiền đồ chị dậu, không có ai lấp ló cả. Sao hôm nay là lạ? Ồ, thì ra là muốn giao tiếp bằng ngôn ngữ này. Thank you.
lần này có thêm hai cây pháo. Hai cây pháo. Và một cái đầm kim tiến. Bắp ơi, cái bộ đồ này mà ra sân bay tuyệt vời. Nặng lắm. Nặng lắm, nặng lắm. Cố gắng lên cuốn nhá. Mà anh này, hai vòng đầu là mặc cái bộ sere kim tuyến bên trong là hát pop ballad nhá. Sau đó là mặc cái đinh tán. Hát rock. Rock rock. Bây giờ combine hai cái. Rock ballad. Ừ đấy. Ơn ơi, với nhân dạng như thế này, bạn phỏng đoán đây là ai ạ? À? Nhiều layer này em chưa kịp nhìn thấy dáng luôn á. Thế body cũng chưa? Ở kinh nghiệm thu âm của em thì đây là ai? Thu âm để em nghe giọng cho em nhìn gì người. Phải nhìn người chứ. Nhìn mặt, nhìn khẩu hình. Thu âm không phải nhìn người. Phải đúng người thì mới thu âm. Ủa chứ học bài tập về nhà đâu, nhưng mà xem nào, chắc là dáng chuẩn thế này á. Em còn không biết là có DJ độn không. Thế ai cao thế nhở? Cũng ca sĩ cao theo em. Ủa, chị Min ấy, cũng cao. Chị Min ơi, gật đầu này, hay mình bị lừa? Chưa biết mà, cuộc sống đâu lường trước điều gì. Tình yêu có thể đến rồi đi. À thế à? Thế mà gọi là làm bài tập về nhà. Em nhớ cái hông. Vừa mới bảo là không nhìn dáng người ta mà bây giờ nhớ dáng. Dữ liệu đầu tiên cho các Hưng bớt hoang mang về cú tốc lô. Với chủ đề ngày hôm nay, xin mời đoạn clip ạ. Sự nghiệp ca hát, cuốn tôi đã được nếm đầy đủ mọi gia vị. Khi đang thực hiện live show đầu tiên của mình thì biến cố ập đến từ gia đình. Cuốn phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc người thân. Trải qua 4 năm đầy bão tố đó, đã có lúc tôi không còn mặn nồng với ánh đèn sân khấu. Tuy vậy, nhờ vô vàn lời động viên và chia sẻ từ những người thương, tôi quyết tâm trở lại sân khấu. Và giờ đây, tôi đã có mặt tại The Masked Singer Việt Nam để tìm lại cảm xúc thăng hoa của chính mình. Hãy ủng hộ cho sự trở lại của cuốn tóc lô đầy mạnh mẽ này nha! Wow, vô tình là nãy cái lời chia sẻ anh Trấn Thành là có liên đới tới lại cú tốc lô luôn. Là một thời gian là rời xa ánh đèn sân khấu, không mặn mà nữa. Lặng, có những lúc chúng ta rơi vào những khoảng lặng trong cuộc đời. Lúc đó là lúc chúng ta bế tắc, không biết mình phải làm gì kế tiếp. Cho nên hôm nay chắc chắn sẽ là một bản ballad buồn. Đó là phỏng đoán của anh. Đoán của luôn bài hát luôn rồi. Và ngày hôm nay, với những lời chia sẻ vừa rồi, anh Trấn Thành đã dự đoán chính xác. Đấy. Wow. Đây là một nỗi đau rất đau. 1000 nỗi đau. Đau cả tâm can. Đau không chịu rời đi. Đau hết cỡ. Đau mà có sổ đỏ sổ hồng luôn á. Đau quá. Đau quá đau thế. Không có. Còn không đau vì quá đau không? Một bản mashup của hai nhạc sĩ ca sĩ đó chính là Lương Bằng Quang và Phúc Trường. Nỗi đau ngự trị. Trời. Hay quá, một bài ạ. À. Ôi bài này hay. Anh ơi, ông giải thích là nỗi đau định cư luôn. Ngữ trị mà. Đúng đó rồi. Đó là nỗi đau định cư. À. Là nỗi đau có sổ hồng sổ đỏ. Đúng rồi. Là nỗi đau có hộ khẩu. Ồ. Có người đất đai nói chuyện nó khác. Đại gia bất động sản. Bản mang sức. Nỗi đau ngữ trị như vẫn còn đây. Hay. Xin mời. Lòng lanh hằn ghen giúp
khi trong tình yêu những ngày ngơ niềm vui nào dẫu thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh vô tư mà tan biến chính khi trong niềm đau khiến cho em khó quên mới biết trái tim này ta yêu rất nhiều cảm nhận từ hội đồng cố vấn ạ. À, cho em người mới đi. Nhiều điều chất chứa muốn nói. Không phải chị Min rồi. Và đây là một bài hát cực kỳ tình cảm. Và cái người mà có thể thể hiện ra được cái sự tình cảm một cách đầy từng trải này không thể nào là một người trẻ. Đúng, rất là hiếm khi một người trẻ có thể thể hiện vậy. Em nghĩ là cái người này không phải là người mà chuyên đơn ca nhiều đâu. Cái người này đã rất có kinh nghiệm chơi với ban nhạc và làm việc với top hay là bè bối rất nhiều rồi. Chung chỉ là một người chuyên đi hát đơn ca. Wow. Uy tín quá, em cảm thấy uy tín, em phải ngồi sát lại. Tại sao lại có ý nghĩ đó? Tại vì cái cách mà chị ấy nhấn nhả cùng với lại ban nhạc. Em biết là ban nhạc đã dựng và tập bản phối này với chị rất nhiều rồi, nhưng có những cái đoạn feel ấy, em nghĩ là cái lúc vừa nãy chị rất thăng hoa và mỗi lần feel sẽ là một lần khác. Phải là một người có cái trình độ, sự chuyên nghiệp và từng trải để có thể điều khiển được cái bản lĩnh đấy. Cảm âm tốt. Đó. Và nhất là cái phần khi mà chị head voice lên ở cái đoạn gian tấu ấy, cái đấy là hoàn toàn rất học hành. Rồi em
em vẫn chưa có thể nghĩ ra được cái này có phải chính xác 100% cái người em đang nghĩ hay không, nhưng mà cho chị nghe ba option em cảm thấy gần với cụ tông nhất nhiều đấy. Một nhiều khi còn chưa ra được đấy. Tại vì ngày xưa em rất hay nghe nhạc của mấy anh chị mà chưa. Hồi đấy là nhạc nhẹ miền Bắc luôn đúng ấy rồi. Như kiểu anh Đỗ Bảo. Em nghĩ là chị này sẽ phải hát một bài gì đấy của anh Đỗ Bảo rồi. Có không ta? Không biết vì sao anh lại không liên tưởng đến nhạc của Đỗ Bảo. Anh Đỗ Bảo anh diễn tả cái tình cảm âm nhạc của ảnh nó rất là nhiều cái trạng thái khác nhau. Nhưng mà đa số ảnh nói về cái sự chiêm nghiệm của cuộc đời, nhưng mà sau khi đã nhận ra vấn đề. Còn giọng của Cuốn là hợp cho những cái loại nhạc mà khi con người đó đang ở trong vấn đề. Cuốn sẽ rất hợp với rock, rock ballad hay là R&B buồn. Có thể nhạc của bác Dương Thụ cũng có thể là một màu sắc. Thậm chí là nhạc của Vũ Thành An hoặc là nhạc của Từ Công Phụng. Những cái âm nhạc mà ngay cái khoảnh khắc mà khi nó xảy ra câu chuyện thì đang sống lại cái khoảnh khắc đúng rồi, cái độ đau nó vẫn còn ở đó, thì anh nghĩ là sẽ hợp với chị hơn. Càng vòng sau Cún càng làm cho em bất ngờ và em rất yêu cái cảm giác bất ngờ đấy. Em rất thích là kiểu mỗi một vòng Cún sẽ mang ra một cái khía cạnh màu sắc khác nhau của mình ra để chiêu đãi cho khán giả, và em sẽ kiểu giống như gọi gì ăn omakase. Omakase nhá, cho gì ăn đấy. Cún ơi, vì sao hôm nay Cún lại chọn bài Nỗi Đau Định Cư Ngự Trị này vậy? Nỗi đau sổ đỏ sổ hồng. Cún chọn bài đó là vì tuổi nào chắc là cũng sẽ trải qua. Khán giả vừa nghe vừa hiểu vừa thấm vừa thấu. Các bạn trẻ không quá xa lạ. Mà dùng từ các bạn trẻ là em nghĩ là em đúng rồi đấy. Không, chị thấy các dữ liệu em đưa ra đều hợp lý. Em chỉ chưa đưa được ra cái tên nào cho chị thôi. Hồi nãy mình phải thấy rõ ràng là Cún đẩy cái bài thứ hai vào trong cái đoạn điệp khúc cuối là rất là hợp lý. Bởi vì nó tăng cái độ cao trào lên rất là nhiều. Mà Cún là nên hát những cái bài có độ dằn xé cao như vậy. Tại vì nó rất là hợp với cái, một là màu giọng nha, hai là cái độ nồng nàn của Cún mỗi lần lên sân khấu. Tôi có cảm giác như người này lên sân khấu á, nếu được là bà lột hết cái đống đồ ra bà liền. Một cái người mà người ta là máu lửa. Trông Cún gật gù. Nếu mà được khán giả yêu thương, vote cho mình thì mình sẽ có cơ hội hát nữa cho các bạn nghe nhé. Wow. Bây giờ sẽ là một manh mối. Buổi diễn đợi đời của Cún, xem là Cún trình diễn ở đâu và buổi diễn đó như thế nào. Xin mời manh mối ạ. Và đây nè, là hình ảnh dòng 2 của Cún. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh, càng trông vắng, tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thương. Bữa đó hát Em Gái Mưa. Đây chính xác là chương trình để đời của Cún. Yêu Cún quá. Lần đầu tiên được làm chó. À, thường quá. Nè các bạn ơi, các bạn có để ý không? Con người này thật thà tới mức độ không biết nói dối luôn các bạn. Thế như những cái con khác là như con thà mã là nó xéo xác. Nó kiếm 80 ngàn câu chuyện, mồm 5 miệng 10. Còn Cún này coi như là hiền tới mức độ các bạn biết không? Hỏi từ nãy giờ không biết cách để nói dối luôn. Thật thà đó. Cái bà này chắc ở nhà mà biểu bà nói dối chắc cực hình đó. Đây là đang cực hình đây anh, đang phải giấu bản thân mình đây này. Đấy, cái đêm hôm đó thật sự là không những chị Cún đâu mà mọi người đây đều xúc động. Bởi vì cái mà chúng ta thấy trên sân khấu á, là những cái người nghệ sĩ khi mà họ được đặt để vào đúng cái chỗ mà họ muốn có cái loại cảm giác đó từ rất lâu rồi. Nhưng mà vì một lý do nào đó cái điều đó chưa xảy ra. Thì ngay The Masked Singer, ánh sáng âm thanh với một ban nhạc quá xịn và một cái bài hát hay như Em Gái Mưa, khán giả đây thì lại rất là nhiệt tình. Mọi thứ nó xảy ra cùng một lúc, cái tự nhiên lúc đó cực kỳ xúc động. Đúng không Cún? Tuyệt vời lắm ạ. Cún nói chuyện đơn giản nhưng mà rất là dễ thương nhá. Mọi người sợ là Cún xúc động quá rồi Cún để lộ nhiều hin. Cún không biết nói dối. Không ấy cho gửi mail được không? Em nghĩ gửi mail. Chứ đặng như Hà Mã thì dẫn luôn em đi chỗ khác luôn đó. Đó. Với những cái manh mối thế này thì bây giờ em đang cần có với khách mời chốt lại về danh tính của Cún. Bây giờ thế này, để cho giữ được cái danh dự bao năm là người bấm máy nghìn người của Khắc Hưng, tôi đề nghị em ghi tên người em nghĩ vào giấy gửi để cho ban tổ chức. Đây em xé một mẫu, xé mẫu cho ngăn bàn nhá. Đây liếc nhẹ. Mọi người ơi, mọi người ơi.
Sao lại cười bạn như vậy? Bài, nộp bài. Hết giờ thay đổi, không được thay đổi nữa. Rồi, nộp bài. Tưởng thế nào? Nộp bài nhá. Đây là của Khắc Hưng. Sai đúng không? Chị không biết. Nếu đáp án của em đúng, bọn tôi đâu có nhiệt tình đến như vậy. Mặt bọn tôi tái dại đi ngay. Hay. Nhưng cũng chưa chắc là hội đồng cố vấn xuyên suốt chương trình là đúng nha. Đôi khi họ cũng dự đoán sai nhiều. Anh ơi, đây là cái nhân vật duy nhất mà em chỉ cần thiếu một lời thề thôi là em là như năm ngoái đấy. Đừng thề nữa tiên ơi. Thôi chứ em đâu có dám thề nữa. MC. Dạ. Em đang yếu ớt lắm. Bị đôi áo đen hỗ trợ tôi, hộ tống cuốn vào trong. Nhìn nụ cười của ba cố vấn là cún biết Khắc Hưng đã đoán sai cún rồi. Khán giả yêu giọng hát cún thì phải bình chọn cho cún nha. Yêu mọi người. Mở thẻ VIP trực tuyến nhận ly The Masked Singer Việt Nam 2023. Và tiếp theo sẽ là một mascot với những tính từ rất là nhiều như là vui tươi, là hồn nhiên, rất tự tin, trẻ trung, luôn luôn nhận mình là thuộc thế hệ Gen Z. Một nhân vật đến từ sâu thẳm trong đại dương, xin mời Sứa Thủy Tinh Gen Z. Ê, áo đen. Hả? Quạt tiếp đi, mình trò chuyện luôn, cứ quạt tiếp đi. Ừ, đúng rồi, đẹp lắm em. Thôi, vô. Bà Phương, bà nhớ là vòng trước là bún sứa đúng không? Có, bún sứa. Tôi nói là vòng này là sẽ cho mình ăn dạy như cái sứa mà cũng mắm tôm đó. Sứa đỏ. Đây là, đây là chính xác là hai con sứa đỏ đó. Có thêm miếng đậu nướng với cả ít lá tía tô là ok, là nhâm nhâm. Nào Khắc Hưng nghĩ là ai? Cho em hin nữa đi. Bây giờ này, cho hin này. Vang giọng, giọng đấy. Giọng. Giọng mà xuống thấp dày. Lên cao thì bổng. Hát. Hát tiếng Anh tốt. Ballad. Hát tiếng Anh hay. Mà đặc biệt là rất thích ăn miếng lươn. Chủ yêu thích ăn miếng lươn. Người yêu là lươn lẹo. Nên là lấy lươn để nấu miếng. Thấy cái gì vậy trời? Cuối 9X đầu 2000. Đấy, đoán xem. Tự nhận là Gen Z. Nhân dáng như vậy thì là ai? Nhưng mà giọng hát thì có cảm giác là hơi Gen Y. Có thể là cũng giọng hơi hát lừa. Thì đầu 7X. Chắc đầu X luôn đấy. Đấy, với những dữ liệu của chị thì em nghĩ đây là ai? Quãng rộng mà lại còn Gen Z thì em nghĩ là không có cái chuyện Gen Z đâu. Thì bây giờ Y đi. Ai nhờ? Chắc là có Võ Hạ Trâm không? Đây, cũng đúng có đó. Thể. Có thể đó. Có thể nha. Em đoán sát hơn vừa nãy rồi đấy. Anh bắt đầu thấy em hòa nhập vào cuộc chơi hơn rồi đấy. Em căng lì lâu quá rồi. Rồi, Phương không copy đáp án vừa rồi nhé. Không, em không copy. Chưa. Không, nhưng mà Võ Hà Trâm là một đáp án mà nhân dáng này là hợp lý. Đúng là em cảm thấy là đấy. Manh mối cho hội đồng cố vấn tham khảo. Xin mời. Ủa, anh Ngô Kiến Huy, anh nói là Sứa cung cấp manh mối để tạo bất ngờ, mà sao Sứa lại ở đây? Hồi bữa Flash sinh là flop rồi. Huy ông 166 cũng lần, không nhớ hay sao? Đã flop rồi, thì có bữa nào để đời đâu cơ chứ. Mà thử nhớ lại coi, chứ ai cũng có mà Sứa không có thì có cười không? Sứa của tôi là phải chấp nhớ tôi mới chịu. Sao nữa? Kế tiếp đi. Đã có lúc Sứa đau đớn, Sứa gục ngã, nhưng điều
Ổn rồi thì tốt. Giờ mình vô flex xin giọng hát chứ, để mọi người tiếp tục đón bất ngờ thế nào xíu ơi. Sứ ơi, cho tôi hỏi câu về tâm lý học nè. Câu chuyện này là ba mẹ Sứa cấm Sứa yêu người yêu hay là ba mẹ Sứa cấm Sứa ca vậy? Dạ, ba mẹ em cấm em ca hát. Không, nhiều khi chương trình định làm vậy để giấu á, mà bà quên á. À, không biết nè. Bởi vậy, thôi thì bây giờ chúng tôi xin phép giữ im lặng. Đúng rồi, nên hát. Chứ nói nữa là lộ. Bây giờ là bài hát của Sứa chọn ngày hôm nay sẽ viết tiếp về câu chuyện tình yêu của Sứa. Không. Một bài hát cũng mới toanh luôn. Ở vòng trước thì Sứa chia sẻ rằng Sứa đã khóc được rồi qua ca khúc Em khóc được rồi. Và ngày hôm nay rớt được rồi. Rớt được rồi. Không, ca xin lỗi, không rồi. Yêu được rồi. Yêu được rồi đúng không? Sau khi chúng ta khóc hết nước mắt, chúng ta thường làm gì ạ? Cười. Hả? À nhưng mà số đấy phải lau. Khóc thường xong mệt quá đi ngủ. Em ngủ được rồi. Sao? Sứa ơi, giống như có điềm. Em ngủ được rồi. Hay là em nhức đầu rồi, khóc xong nhức đầu đó. Vì đó, nhưng không. Sứa chọn một phương thức khác. Một bài hát mới toanh mà Sứa đặt nhạc sĩ viết luôn. Trời ơi, Sứa điều kiện. Một sáng tác của nhạc sĩ Trung Ngon. Ca khúc được mang tên Khóc xong quên anh. Là em quên được rồi. Em khóc xong là em quên. Hâm ní. Màn đêm dường như dài hơn khi anh vội buông những câu ngược lại, khiến cho lòng em vỡ nát, bầu trời xé nát đi bầu không khí xung quanh. Giờ còn lại gì giữa chúng ta? Em chẳng thể nào mà thứ tha. Có lẽ cô đơn là tốt nhất, nay em sẽ chính thức rời xa. Có khi nào anh tiếc cho tình yêu chúng mình? Có bao giờ anh nhớ mình đã từng lung linh? Có khi nào ngủ mơ nhớ đến em một chút, cho dù chỉ một phút mong chờ? Có khi nào anh tiếc cho tình yêu chúng mình? Có bao giờ anh nhớ xong quên anh? Dập cả ly rượu say mát cay, giữa không gian quặn phăng, ai quên ai còn? Bóng hình từng ngọt ngào trước đây, rồi thời gian cũng sẽ lặng lẽ bao mòn. Giờ còn lại gì giờ chúng ta? Em chẳng thể nào mà thứ tha. Có lẽ cô đơn là tốt nhất, nay em sẽ chính thức rời xa. Có khi nào anh tiếc cho tình yêu chúng mình? Có bao giờ anh nhớ mình đã từng lung linh? Quên anh.
Wow, cảm ơn Vũ Đoàn bước nhảy à. Sướng rồi con, sướng rồi. Trời ơi, sướng mà bạc ti hay sao vậy? Quá trời quậy. Cảm giác như đây sướng ấy được chính là sướng đây này. Sở trường đấy. Em chưa xem bạn này. Bọn chị tới giờ vẫn chưa biết là ai luôn. Đó, nhưng mà bạn này em rất thích tinh thần này. Thì những vòng trước là có hát kiểu này không ạ? Không, vòng trước không là luôn. Mỗi vòng luôn một đâu. Kiểu. Vòng thì ballad, vòng thì hát tiếng Anh. À. Nhưng mà vòng này có cảm giác như là sướng rất thoải mái với bài hát này. Như là đã đợi để được hát bài này rồi đấy. Mặc dù ca khúc này nó không có nhiều những cái khúc bùng nổ giống như những cái lựa chọn trước của Sứa, nhưng mà sau cái giọng hát của Sứa ở trong bài hát này cảm giác như nó được tôn lên, mà thấy Sứa rất là slay nhá. Sứa rất là hợp với cái năng lượng này. Nhá, một người mà chuyên chỉ hát ballad ấy, khi mà hát qua nhạc dance sẽ có một cái cách phasing hoặc là cái cách xử lý bài hát nó không có được hợp không lắm với cái thể loại dance. Nhưng mà vô cái bài này rất gãy gọn, như kiểu là đã đi diễn bài này nhiều lần lắm rồi. Bài hát có rhythm. Rất là có cơ bản là hợp giọng. Ừ. Vô tình có những cái chuyện mà nó đến với mình mà nó phù hợp với mình thì cái đó là nó hay nhất. Tại vì á, có thể là cái giọng hát của bạn, cái vừa rồi á, bạn để vào một cái bài nhạc tình thì đôi khi cái giọng bạn nó sẽ bị lạ lùng quá so với một bài ballad. Nhưng mà để một cái âm nhạc mà nó hơi kiểu chill chill, hợp ơi là hợp. Cái bài thì là chill nhưng cái cách hát của bạn lại rất là bạch thanh. Ta là ta là ta là đấy, đấy, đấy là. Luôn luôn là rất là rõ cái âm A ra nhá. Mà hát như thế cũng rất là kiểu trẻ trung lại hợp. Vô tình tôi lại nghĩ đến thêm một người nữa. Chính là dạ, đó là Hằng Ping Pong. Nhà em không nghĩ là chị Hằng đâu. Em thì đoán là cái lúc mà bạn này nói là Gen Z à? Bà bảo bà là Gen Z. Gen Z. Nhưng mà chị trông đợi kết quả của Hưng vì chị nghĩ là nằm trong cái vùng Hưng có thể nghĩ ra được đấy. Em nghĩ được á, là bạn này á là có một cái tư duy xử lý về nhạc house. Đúng rồi. Rất là ok luôn. Nộp đơn. Viết kết quả viết đây. Viết lại viết nhá. Nhưng mà chưa cần nghe phân tích đúng không? Nhưng mà bây giờ là Hưng bao nhiêu phần trăm? Phân đi rồi nộp. Phân đi rồi nộp. Đó lại coi bài rồi lại nở nụ cười đây. Không hồi hộp lắm, không tự tin. Tại vì em thấy nhá, cái kiểu mà hát nhạc dance mà biết xử lý nhạc dance rất là ít người. Đây hai người ngồi đây là chị Tiên với lại chị Phương là biết này này. Nhưng mà những người hát nhạc dance mà em từng làm việc có chị Min hoặc là chị Thu Minh, nhưng chị Thu Minh chắc chắn là không phải giọng mình như này rồi liền. Đó. Thế nên là em mới nghĩ là nếu mà một người mà biết cách để hòa nhập với lại cái tiết tấu này, về cái thể loại này, không chỉ là về cái phần beat đâu nhá, mà về cả phần tính chất của bài ấy. Thì em nghĩ ra cái tên này đấy. Nào thì chị liếc liếc. Trời, một cái tên không mà thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng mạng. Hay nhỉ? Nghĩ ra tên này là hay đấy. Hay. Nhưng mà không phải đâu. Nhưng mà không phải đâu. Anh này. Này nhưng mà mọi người thấy có ok không? Không? Có là đúng. Tại vì nhá, mọi người nghĩ lại đi. Nói luôn. Cái cách mà hát bạch thanh như thế rất ít người có. Không, em nói luôn đi, em nói. Em nói đi. Mạnh mẽ lên hơn ơi. Tên gì? Em được nói không? Nói đi em. Em được nói à? Tia Hải Châu. Yeah, đúng rồi này. Rất có lý luôn. Tại vì bạn Tia Hải Châu nhá, em nghe mấy sản phẩm mà bạn hát nhạc house rồi. Nó nhựa. Và bình thường khi mà người ta hát cái nhạc kiểu chill này, người ta cố tình để làm cho nó nhẹ lại. Nhưng bạn này lại chọn cách xử lý ngược lại là lại cứ bạch thanh hết ra. Ta. Có bao giờ anh nhớ mình đã từng lung linh? Bức tranh nó đấy, hơi giống Raye. Đúng rồi, Raye. Đấy là cái cách của bạn ấy. Và không phải là do mỗi chất giọng đâu, mà là có tư duy xử lý. Mà rất là hợp bài luôn ấy. Bạn này công nhận khó nha, trường hợp không, này rất khó. Nghĩ ra cái tên Tia Hải Châu là quá giỏi. Thực ra hồi nãy cái mà nhựa mà Khắc Hưng nhắc đến thì lúc mà chị nghe chị lại có nghĩ thêm một bạn nữa. Là sexy mà hát túy âm ấy. Hồi nãy anh cũng định nói tại vì riêng hát cái bài này. Tự nhiên hát bài này là em giống cái cách hát của Túy Âm. Đấy. Nhưng mà mọi người phải để ý là bên dưới có quãng trầm và để bạn xuống hẳn nốt mì đó. Cho nên mình bị rất là suy nghĩ. Nói chung là hoang mang chơi vơi. Thêm manh mối. Thêm manh mối, thêm đi mọi người. Thêm manh mối nào. Xin mời, manh mối từ Biệt Đấu Đen ạ. Bé khỏe bé ngoan. Xin diễn thuyết ạ. Dạ, thưa quý vị, chứ mà quý vị đây có một con sứa rất đam mê ca hát. Và một ngày hàng xóm nói với mẹ con sứa là cho nó đi thi bé khỏe bé ngoan đi. Thế là mẹ con
sứa rất con sứa. Đi thì bé khỏe bé ngoan. Con sứa lên sân khấu rất tự tin, ngắm nhìn mọi người rồi không phát ra một âm thanh nào cả. Tại vì quá sợ. Vậy là mọi người đi về, các bạn mỗi người được tặng một cái chậu rất là to. Còn sứa thủy tinh thì cầm một cái xô bé tí đi về, gọi là quà động viên an ủi. Và kể từ đó thì sứa trở thành một người rất là nhút nhát. Sứa rất là sợ ở đám đông và sứa đó phải đấu tranh với bản thân rất là nhiều về điều này. Và dần dần thì sứa đã tập làm quen với đám đông và trở nên mạnh dạn như ngày hôm nay. Đó là một sự rèn luyện. Và giọng nam của sứa cũng là một sự rèn luyện. Sứa là người Bắc. Giọng nam gì mà có nhút nhát? Không có, em nghe rất nam. Em có thấy đây là một người miền Nam chính gốc. Một lời bào chữa yếu đuối. Ôi dân, anh bảo em nói nhiều làm gì? Đâu có. Bây giờ mọi người nhận ra. Người nam nào mà anh bảo? Bảo là đã thấy không ok la rồi. Anh kêu em nói nhiều làm gì? Hãy lộ liễu rồi. Dắt mặt sứa. Luôn. À, nhưng mà Tia là người Bắc hay người gì em? Tia là người gì? Ủa? Mọi người quay xem như thế. Tia là người miền Bắc. Có gốc Bắc. Em đoán vậy. À, đúng rồi, em nhớ măng măng là bạn ấy nói giọng Bắc đó. Tôi nói tôi biết chắc chắn xưa là người Bắc đó, tôi nói vậy thôi đó. Nó bảo là đến từ Nha Trang rồi. Nha Trang là có nấu giọng vậy. Nha Trang mà lại nói giọng Nam miễn cưỡng là sao hả trời? Nha Trang Lai. Lai Hải Phòng đúng không? Lai Hải Dương. Tại Hải Dương thì phải là mascot bánh đậu xanh. Sứa ơi, em có cần viên thuốc an thần không? Sứa, những lúc như thế này chúng ta nên dành thời gian để kêu gọi khán giả bình chọn. Sứa vừa mới đưa quý vị đi quẩy, quý vị có thấy vui không ạ? Vui. Vui. Nếu quý vị tiếp tục tình trạng cho sứa, lần sau sứa lại dắt quý vị đi làm cái khác. Quý vị có đồng ý không? Nãy một chiêu không thể xài hai lần. Ê, cái gì vậy trời? Lần trước đã nói như vậy, lần này vẫn nói như vậy, nội dung cụ kỵ. Nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, lần trước là gọi là khóc rồi, xong mà bây giờ hôm nay đi quẩy rồi. Mình phải mé mé tí xíu là lần sau dù là dắt mọi người đi ăn một cái món gì đó hay là đi du lịch hay là đi đâu. Làm cái gì thì dòng sau mới biết. À, chung chung không cụ thể. Phải có teaser với khán giả hơi hấp dẫn được. Thương. Rồi thương nhá. Sứa bị ép vào đường cùng lên món rồi. Không sao, khán giả sẽ tin sứa và mong muốn order sứa vào dòng sau. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta nên hạn chế câu từ lại. Nào, xin mời bị đấu đen đưa sứa về đại dương ạ. Mọi người sẽ yêu thích ca khúc này cũng như tất cả các mascot khác nha. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Thưa quý vị, và nhân vật cuối cùng là một nhân vật mà chúng ta sẽ bắt đầu nhức não với cô nàng này. Qua từng dòng, cô ấy lột xác dần dần, nhiều hình tượng khác nhau, những màn đối đáp duyên dáng. Và lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận một mascot mà dám đe dọa luôn hội đồng cố vấn của chúng tôi. Xin được chào đón Hippo Happy. Say what? Wow.
bà từng chưa? Thế rồi vòng này bà ấy có thêm cả nước mũi à? Đang bệnh hay sao? Sổ mũi. Em nghĩ là này là xin thêm nè. Hà Mã ơi, em có đang bị dị ứng hay bị cảm cúm gì không mà nước mắt nước mũi tèm đầy em vậy? Dạ không phải đâu. Tại lúc nãy con ngồi ở trong phòng chờ á, con thấy hình như có người nhắc đến tên con. Ai? Mà có vẻ ai là đâu? Nhắc không phải nhắc tốt nhắc đẹp mà nhắc xấu nhắc xa. Ai? Ai? Ai mà dặn mà? Hỏi anh Hưng á. Hả? Hồi nãy rài người trong phòng của tụi mình hả? Ở đâu mà nghe tụi tôi nói xấu? Ở đâu mà nghe? Em cứ chỉ thẳng đi. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Anh Hoài Sa! Anh Hoài Sa! Lớn! Em ơi! Em tay em ngắn quá! Nó không có vô cái tọa độ! Dạ! Chỉ thẳng người ta dối! Này bà quay mặt đi, bà chỉ là người ta không dối! Gợi ý là phải người đó bận áo xanh dương không? À, không phải đó! Xin lỗi! Người ấy bận áo hồng! Người ấy bận áo đen. Còn ai trồng khoai đất này? Có nhiều hộp ở giữa. Tay trái đeo đồng hồ. Đang khoanh tay chống cằm. Tôi nói xấu gì cô? Nè các bạn ơi, các bạn có để ý không? Cái con người này thật thà tới mức độ không biết nói dối luôn các bạn. Thế như những cái con khác là như con Hà Mã, nó xéo sắc, nó nói được mồm 5 miệng 10. Chú bảo con là con Hà Mã này nó xéo sắc lắm. À không, cái này là chị làm chứng nha. Chú Thành nói con là con Hà Bá chứ không phải là Hà Mã. Trời ơi. Trời ơi, bán đứng dễ sợ. Lát là vẽ thêm một giọt nước muối nữa, hai giọt. Thì bây giờ Hà Mã cũng dưới sông, Hà Bá cũng dưới sông. Có sao đâu, mà tại vì con lanh quá. Nhưng chú có thương con không? Sao chú im lặng vậy? Cái này giống như là kiểu thao túng tâm lý á mấy anh em ơi. Thôi. Cái buổi trà chiều của anh Thành ở bữa đó rất là đắng cay rồi. Tôi lo lắng cho hạnh phúc gia đình. Bữa nay chắc anh không còn trà chiều em ơi, tối về chắc trà nồi. Khắc Hân ơi, với màn đối đáp vừa rồi thì em có phỏng đoán được ai không? Em đang mải cười quá, cái lâu nay em không được ra thế giới. Em thấy cuộc sống xung quanh nó vận hành, nó vui quá. Thế giới bây giờ có nhiều nhân vật lạ kỳ vậy đó em. Mai mốt liên hệ em làm nhẹm tính tiền mắt vô cho anh. Người ta là ngày xưa là nước mắt cá sấu, còn bây giờ nước mắt Hà Mã nhá. Đó, thái độ kìa đó. Bà giữ sức bà hát đi kìa. Manh mối đầu tiên về bà, còn bà mang đến đây cái thước phim gì? Xin mời manh mối đầu tiên ạ. Đây con là sinh viên, để phụ giúp ba má. Con đi dạy thêm vẽ để tự trang trải trên thành phố. Nhưng chẳng dễ chút nào. Sau giờ dạy, con còn nhận đi hát ở những quán cà phê. Con nghĩ á, khó khăn đến mấy, cứ cố gắng là được nè. Và trong một lần biểu diễn, con bỗng dưng có được một buổi trình diễn để đời. Chàng trai ấy đã đến và mời con khiêu vũ với ánh trăng. Buổi trình diễn tuyệt vời ấy đã mang đến cho con một mối tình sinh viên đáng nhớ. Tình yêu có nghĩa là gì ta? Có giống như Hà Mã yêu cơm sườn hơn. Hà Mã yêu cơm sườn. À, tức là Hà Mã có gia đình rồi. Cái này giống như là cầu hôn đồ đó, là say yes là có gia đình rồi. Rồi cái chàng trai trong clip là người yêu con hả? Là người bán cơm sườn anh à.
Hà Mã ơi, con có thể dịch lại câu chuyện nó bằng tiếng Việt cho mọi người hiểu được không con? Dạ chú ơi, chẳng có nhà thuốc mẹ có nói là con là sinh viên á, thì con không đi dạy thêm nữa. Ừ. Ồ. Dạ, sau đó thì học sinh đỡ được hơn con. Ừ. Thôi con xin cho mẹ làm giáo viên nữa. Ừ. Con chuyển qua đi hết. Điều này giống như ta đang vi phạm ngày giờ, và để cho tháng năm rồi đi không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cất xứ. Ca đi con, ca đi. Không sao, chúng tôi rơi vào thế bế tắc nên bây giờ tôi sẽ khai thông nó bằng cách giọng hát của Hippo. Thật ra Hippo đã tâm sự với Huy rằng qua rất nhiều những thông tin nhiễu loạn vừa rồi thì ngày hôm nay với mối tình của cô ấy từng trải qua với Hà Mã Luxury, anh Kỳ Lân, và hôm nay cô ấy đã quyết định là buông. Buông, buông. Lời em hát ai nghe liệu có chân trong lòng hả? Nhưng nhớ thương em dành hết. Chúng ta sẽ vẫn xa nhau. Chẳng tin. Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khó tâm. Đừng để gió xéo vào đêm lạnh căm. Tại sao lại buông? Em ơi, vì bài sắp tới là con hát buồn đó. Hỏi anh chi? Không chịu diễn thêm à? Dạ, kịch bản có thế thôi. Chú cắt mất một đoạn kia. Tất nhiên chú sẽ hỏi con mà chắc chưa con nói chắc. Lẩu thật đấy. Cái miếng này con không ăn đâu, buông đi em. À buông. Dạ buông. Sau đây con xin hát bài U. Ok. Vô
vội vàng quên đi, chẳng cần nghĩ gì. Và nếu yêu thương kia trở lại, em sẽ vẫn yêu như gì còn lại. Mặc dù nhiều lắm nước mắt, hàng đêm chắc chưa, hạnh phúc đã khẽ buông trôi. Và dù rằng biết như thế là khờ dại, chẳng biết tại sao em không ngần ngại. Dù anh ở lại mặc cho tình mong manh, rơi âm trái tim mong manh. Don't care about anything you did to me, sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi. Dù đằng sau đôi mắt kia là bóng tối. Because I do love you my baby. Don't care about anything you did to me, nhưng tất cả là trong giấc mơ. Vì ngoài kia anh đã tìm được hạnh phúc. Chúng ta lại được thưởng thức thêm những nốt cao chót vót đến từ vị trí của Hippo Happy nữa. Và không biết là hội đồng cố vấn chúng ta cảm nhận như thế nào về màn diễn vừa rồi ạ? Em gọi là cạn lời. Cái cô này á, lúc đầu nhây. Nhưng mà ra thì giọng ca như thiên thần. Sợ chưa? Em nghe được nốt cô này lên đến nốt xón. Yes. Em tưởng là hết rồi. Cô lại còn vút và phát lên nốt si nữa. Quãng cực kỳ cao, cực kỳ hay, đỉnh. Si tình. Quý vị có thể hình dung được là nếu nữ mà lên C là trên thế giới á, những diva mà có thể lên được C á là đang nằm ở cái tầng của là Sohyang. Đếm đầu ngón tay. Mà sau những cái màn trả treo rất là tốn hơi với ban cố vấn mà vẫn tiếp tục lên những nốt cao như thế. Tôi đã nói rồi, giọng hát này ở Việt Nam thì có mấy người. Nên em cũng có thể đoán được. Ừ, thì tin là Hưng đoán được. Lại tiếp tục chốt đơn. Nếu như là em viết ra cái tên này, em nghĩ mọi người có chung suy nghĩ này. Quá tam ba bận, chẳng nhẽ lại sai hết cả ba. Trong khi phân tích giỏi như thế, lần trước mình không chắc là có đúng hay sai. Lại cho vào hộp bàn. Sao lần trước tôi cũng hơi có cảm giác căng nhưng mà ha? Em viết caps lock nhá. Ôi thôi thôi, nhìn hai chữ đầu tiên là thôi tôi ngồi xuống. Ủa? Thật ra là vòng 1, vòng 2 á, Hà Mã đã lên cái nốt này rồi, đúng không con? Trong một là whistle. À, trong một là whistle. Whistle. Whistle là cái quãng khác mà không tính. Đúng rồi, bạn này lên mix voice mà giọng chest đến nốt son, rồi bạn còn hất một cái head voice lên nốt C nữa. Head voice của bạn rất dày. Vâng. Mà bạn ơi, bây giờ thế này. Ê, nhức đầu quá, đừng lắc. Lắc nhức đầu quá luôn. Kiểu nhập tâm câu chuyện, đi ngoài thuyền lên sóng rồi. Mặc dù là bạn có một cái cách giao tiếp rất là bông đùa, nhưng mà mình phải khen. Chú nói thẳng luôn là vòng 1 chú không nhận ra con.
Và bây giờ tôi phải khai thật là tôi biết là tại sao tôi có cái cuộc điện thoại đó cho Hà Mã. Anh nhớ đây rồi, anh nhớ đây rồi. Là có thật đúng không? Bây giờ anh nói đi. Chú sẽ nghĩ là chú sẽ dạch mặt con đây. Thôi nó giỡn thôi. Ý là tại vì lúc đó là Thành nhớ là Thành có gọi điện thoại Thành chia sẻ cho bạn. Tại vì Thành thấy là bạn là một trong những nhân tố hiếm hoi để có được một cái món quà rất là lớn. Ngày xưa thì bạn đã có một thời gian bạn hát khá là bản năng. Và ngay cái vòng đầu á, thực ra những cái người mà lên được cỡ những cái nốt đó ở Việt Nam không có nhiều đâu, ngoài Lady May ra là hiếm lắm. Thì mình nói là không lẽ nào là có thêm một quái nhân mà chương trình mời từ nước ngoài về. Thì khi mà con hát ở vòng 2 là chú nói chắc chắn phải là con rồi. Nhưng mà chú nói thật sự đây là một bước tiến rất lớn trong cuộc đời của con. Không những chỉ là những gì con làm được trong những vòng thi gần đây, mà thật sự cái hay của con là con duy trì nó rất là đều đặn qua các tập. Chưa bao giờ mình thấy là cái người này hát cái quãng rộng như vậy mà cố lòe khán giả bằng giọng hát. Có nghĩa là sử dụng cái giọng hát mình rất là vừa phải, đủ để người ta có cảm xúc là thôi dừng. Với chú đó là trưởng thành, đó là một cái đẳng cấp mới. Chú chúc mừng riêng con, thật sự con đã lên một cái cảnh giới cao hơn của bản thân mình. Bạn luôn làm cho Phương cảm thấy wow trước mỗi phần trình diễn của bạn. Tại vì là mặc dù mình biết chắc chắn là nó sẽ hay, nhưng mà mình không biết là nó hay cụ thể như thế nào. Tại vì bạn luôn có tinh thần là làm mới bài hát, để cho bài hát nó không giống như những phiên bản cũ mà nó là phiên bản riêng của Hà Mã. Cho nên là ngoài những lúc mà mình hi hi ho ho trêu nhau ra thì Phương cảm thấy bạn là một người rất là tuyệt. Bạn là rất là siêu. Nãy giờ thấy Hưng đang rất muốn chia sẻ điều gì ạ? À? Bản thân em là sản xuất âm nhạc. Và khi mà em làm việc ca sĩ ấy, thì là em cũng có một cái gu. Thường thì theo em có hai kiểu ca sĩ hát hay. Một là giọng hay, nghĩa là bẩm sinh cái chất giọng của họ quá đặc trưng và nghe và phát là đã thấy hay rồi. Hai là hay có luyện tập. Bạn này là một trường hợp cái option 2. Này chú quay qua chú nói với Tóc Tiên kia, Tóc Tiên cũng nói trưởng thành. Trưởng thành rồi anh ơi. Mặc dù là chị biết rằng là em còn rất nhỏ nha, nhưng mà trưởng thành chưa chắc là bung xả hết là trưởng thành. Mà trưởng thành là biết vừa đủ. Cái đó là một cái trưởng thành khó. Dạ là do những cuộc tình thê lương của con đã cho con những bài học. Nghe vậy? Để con hát những ca khúc như này đó. Nhỏ chút ép mà là tình thê lương rồi đó. Nhưng mà em ơi, anh nói thật là thị trường kiếm bài để cho em hát là hơi khó đấy. Khó đấy. Thế chắc là anh Hưng sẽ sáng tác riêng cho em một bài. Khéo quá. Bé này thiệt là khéo ăn khéo nói. Khéo gài. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian để xem rằng cái manh mối tiếp theo về cái sân khấu bạn ấy như thế nào, ngày xưa ra sao. Xin mời manh mối ạ. Có một núm ti giả ở bên cạnh. Xin mời bé Hippo hãy chia sẻ về cái manh mối này ạ. Hồi con học mầm non là con hay đi biểu diễn văn nghệ ở trường á. Và các cô thì cho con đi biểu diễn ca khúc Con Gà Gáy Lê Tết Lê Sơn Rồi Ai Ơi. À. Dạ, đánh xong đánh phấn rất là xinh đẹp rồi. Nhưng mà con không có muốn ra sân khấu. Bởi vì con nghiện ti giả. Đang nghiện. Bà nghiện ti giả. À bà đang ti. Các cô hỏi là sao con khóc con không có nói được. Thì mới hỏi má con là tại sao nó khóc vậy. Thì má con mới nói là nó thèm bú ti mẹ đó. Dạ, thế là mẹ con với lại con đi vô trong sân khấu đi. Sau đó con vui vẻ ra sân khấu hát Con Gà Gáy Lê Té. Vậy đó hả? Dễ thương vậy. Đó là một kỷ niệm chia sẻ về sân khấu để đời của Hippo thôi. Bây giờ chúng tôi xin mời Hippo vào trong nghỉ ngơi trong ít phút. Xin mời bị đau đen ạ. À. Ráng đẩy vô. Mục 664 Blanc, đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. Và quý vị, trên sân khấu chúng ta lúc này là sự trở lại của ba nghệ sĩ. Đầu tiên là Cún Tóc Lô, Sữa Thủy Tinh và Hippo Happy. Hippo. Và tuần này chắc chắn là một tuần rất khó để chúng ta lựa chọn ra một nhân vật phải lộ diện cho buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước tiên hãy cùng chúng tôi lắng nghe những cảm xúc mà
cả ba giọng ca này đã mang đến cho hội đồng cố vấn như thế nào? Ưu tiên khách mời ạ. Xin mời Khắc Hưng ạ. Cả ba người làm cho mình khó chọn quá. Thật sự luôn, khách mời thôi mà bây giờ cảm thấy cái áp lực đè nặng giống như kiểu là mình là cũng là người cầm cân để mực đấy. Ba người mà đã khó này rồi, bây giờ mới hiểu cảm giác của mọi người. Đấy, bọn chị khổ lắm. Thực sự luôn là cái này thôi. Nếu mà cá nhân thì hơi nghiêng một chút về cái bạn Gen Z. Sứa. Bởi vì là so với lại hai người kia ấy, thì em thấy là bạn này có một cái chất giọng có thể khai thác được hơn nữa. Còn đối với bạn Hippo, bạn hát rất hay. Đúng. Nhưng mà hôm nay bạn cho em thấy một cảm giác giống như em đã được trọn vẹn rồi. Thì em biết là phải chờ thêm cái gì đằng sau. Và bạn ấy có thể làm thêm được gì nữa. Thật ra đây cũng là bài toán dành cho Hippo Happy. Cái đấy cũng là một cái mà chị khá là tò mò, không biết là Hippo Happy sẽ làm gì trong những vòng sau. Bởi vì là bạn quá hoàn thiện, bạn mà làm nó quá hát tốt. Vậy nè, là một cái người mà khi người ta làm một cái gì đó quá tốt, bản thân mình không thể tự làm dở hơn. Mà để làm giỏi hơn nữa, bất ngờ hơn nữa thì lại rất là khó. Nhưng mà rõ ràng mình phải công bằng. Đêm nay mà bắt cái gánh nặng lựa chọn vào vai bốn cố vấn là quá là tàn nhẫn đối với tụi em rồi. Nhưng mà nếu mà xét riêng về cảm nhận cá nhân, theo em nghĩ là để có một cái battle hay ấy, thì em muốn xem Hippo với lại Sứa battle với nhau. Nhưng mà bây giờ mình nói riêng về từng bài thì mình thấy là hôm nay á, là Cuốn vẫn luôn luôn nồng nàn và luôn luôn cháy hết mình như vậy. Và cái bài hát của Cuốn lúc nào nó cũng có một cái sự dây dứt riêng của nó. Lúc nào nó cũng đầy đặn và từng trải. Và mình thấy cái người hát khát khao lắm. Tôi thích những người nghệ sĩ mà khi họ lên sân khấu họ thể hiện cái nghệ sĩ tính của mình. Về bài của Sứa, Sứa hôm nay làm rất tốt. Cái bài này cũng là một bài mới, nhưng mà mình thấy Sứa nắm cái bài đó trong lòng bàn tay. Đi từng bước chắc chắn và hát cái bài đó rất là dễ chịu, thoải mái, và cái bài đó rất có thể sẽ hit luôn. Đúng rồi. Nghe rất là catchy. Đúng. Và Hippo thì bạn duy trì phong độ rất tốt nhé. Mình cứ sẽ lo cho bạn là vòng sau bạn sẽ làm cái gì để giỏi hơn nữa, nhưng mà bạn lại có thể tiếp tục cho mình wow thêm một lần nữa. Cho nên là thật sự hôm nay là ba cái bài rất là hay. Màu sắc rất khác biệt luôn. Hiện tại thì chúng tôi đã ghi nhận ý kiến từ hội đồng cố vấn và tôi thấy sự hoang mang không hề nhẹ đến từ vị trí của Hippo. Hoang mang. Chưa gì che mắt rồi. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng của hội đồng cố vấn thôi. Ở lượt bình chọn đầu tiên này, quyền quyết định sẽ thuộc về khán giả tại trường quay. Và chúng ta trước khi đến với phần bình chọn, chúng tôi sẽ được thông báo thông tin như sau. Đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Super Card, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và bên cạnh đó, chủ nhân của chiếc cúp tai vàng cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 100 triệu đồng đến từ nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Plan Bia Vị Chất Mở Bất Ngờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn dành cho khán giả tại trường quay. Xin mời bình chọn ạ. Thời gian đếm ngược 5 4 3 2 1 và hết thời gian bình chọn. Bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật kết quả cuối cùng. Lo. Đáng xem. Liệu rằng sau những tâm tư tình cảm chia sẻ vừa rồi của hội đồng cố vấn, chúng ta có cặp song ca là Sứa và Pô hay không? Sứa và Pô. Hay khán giả sẽ lựa chọn Cún và Pô? Hay là Cún và Sứa? Đúng rồi, hay là Cún và Sứa. Ba tổ hợp có khả năng xảy ra đấy. Buồn nhỉ, chẳng muốn chia tay. Và chúng ta đã có một kết quả rất bất ngờ. Sao? Chúng tôi đã chia sẻ từ những tập trước, đó chính là đánh giá của hội đồng cố vấn và khán giả đôi khi đi ngược lại với nhau. Chết rồi. Mong muốn của họ đôi khi không phải là mong muốn của hội đồng cố vấn. Chết rồi. Họ muốn gì? Các bạn muốn gì hả các bạn ơi? Và họ đang muốn lắng nghe người đầu tiên, đó chính là Sứa Thủy Tinh. Ôi. Và đối thủ của Sứa Thủy Tinh sẽ là ai? Đối thủ sẽ đối đầu với Sứa Thủy Tinh, đó chính là Hippo Happy. Ôi, đúng rồi. Và như
vậy, tấm vé an toàn đầu tiên để vào vòng sâu đã thuộc về Cún Top Lô. Với phần trăm lượt bình chọn là 39.4%. Xin chúc mừng ạ. Hippo Happy sở hữu lượng phần trăm bình chọn là 38.38% và số thí sinh là 22.22%. Tại sao dám nói khán giả không nhận tôi thôi? Em muốn gì? Thì hồi nãy bên hội đồng cố vấn là nói là Hippo và Sứa, thì khán giả muốn là Sứa và Hippo. Thật ghê sao em? Em nghe lương này không? Cho em một tô miếng lương. Và một lần nữa xin được chúc mừng Cún Top Lô. Và chúng ta sẽ dành ít phút để Sứa, Thủy Tinh và Hippo Happy chuẩn bị cho tiết mục đối đầu. Xin mời. Yeah. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Và thưa quý vị, đây là tiết mục được mong đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vòng đối đầu giữa hai giọng ca, đó chính là Sứa, Thủy Tinh và Hippo Happy. Bài hát họ lựa chọn trong vòng đối đầu này là một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng, một bản hit đình đám hiện tại đang sở hữu 39 triệu lượt view, ca khúc hit của nam ca sĩ Nu Phước Thịnh. Đó chính là Những Kẻ Mộng Mơ. Xin mời. Bắt đầu đỉnh cao. Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa, kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Mưa cát vẫn nằm nơi sóng xô về, nhưng bên kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời. Từng làn sóng kia vội tìm hoàng hôn ra để kết đôi. Đừng mộng mơ nữa, chân trời dài lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy kế mộng mơ. Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có kể bên em khi gục ngã. Thủy triều vẫn thế đây rồi lại vơi và lại mong bên sóng. Giữa biển lại mỗi khi về, nhưng bên kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời. Cuộn làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy kể mộng mơ. Mặt trời tận nơi không vũ trụ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có anh bên em, kể bên em khi vội ngã. Anh yêu lại đi, lại như thế biết sẽ đổ lại.
mộng mơ nữa, hãy biên ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Thực sự là hai bạn đã biến chúng tôi thành những kẻ mộng mơ. Chúng tôi mơ hồ là không biết đây có phải là một tiết mục đối đầu hay không. Trời hay quá. Một màn song ca quá tuyệt vời. Tôi thấy vừa rồi là cô với khách mời Khắc Hưng có nổi da gà. Ngược luôn. Chúng ta hãy dùng những cái từ ngữ nó nghiêm trọng hơn một chút. Nếu chúng tôi đã dừng hết biểu bì gia cầm. Kiến thức này đã được tiếp thu. Em ơi, tôi nói thiệt nha, đây là một điều phải xảy ra. Yes. Chấn động là chấn động cái này nè. Mình nghĩ là The Masked Singer hay ở chỗ lúc nào những cái người hát giỏi như vậy cũng có cơ hội gặp nhau. Tại vì á, rất hiếm hoi để có những cái khoảnh khắc mà những nghệ sĩ đã thành danh, đã có kinh nghiệm ra diễn sân khấu mà hát bằng hết trái tim của mình lôi ra. Hay quá. Mà nó hòa quyện một cách không thể tin được ấy. Người thì dày dặn rèn ở một dưới, người ở dưới thì một người bay ở trên. Mà em cảm giác là nó không giống một cái bài mà kiểu hai người đang cố để giao tranh với nhau. Đúng, đúng, đúng. Lúc đầu chị em mình còn định là sửa hôm nay rất đẹp, hippo cũng thế. Đừng là không giao tranh ai nào, bà nào. Nhưng mà hai người phối hợp với nhau giống như kiểu là đã tập nghìn kiếp trước rồi ấy. Có nghĩa là nâng lên hạ xuống, gọi là đỡ cho nhau. Nói thẳng luôn, đây là cách hát của những người văn minh. Và quan trọng là gì nè, là hai bạn rất biết cách tận dụng những cái ưu điểm của bản thân. Yeah. Nếu mình nói về quãng giọng đi thì rõ ràng là hippo sẽ có lợi thế hơn. Đúng, vì quãng giọng rất là rộng. Mà hippo hát rất vừa vặn để cho mọi thứ nó xảy ra một cách vừa phải. Về phía sứa, sứa tận dụng rất thông minh ở những cái quãng thấp của sứa. Nó dày và nó đầy đủ để nó làm cho người ta phải nổi da gà khi mà sứa xuống thấp. Và những cái câu phiêu rất là đẹp. Theo lẽ thường là mình trông đợi hippo sẽ có những cái câu phiêu rất đúng, là đúng, đúng ở phía trên không? Cho nên là khi mà bạn bỏ nhỏ một cái câu tỉ tê tâm sự, lúc đó tự nhiên thực sự là em muốn khóc. Xúc động ấy. Em khóc lại vì, ôi, giống như là bé này đang khóc trong đó luôn á. À. Mộng mơ nữa, hãy biên ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Em bị xúc động thực sự. Đúng là phải khen Hippo ở trong vòng này, bởi vì là bình thường là em vẫn luôn nói là Hippo hát rất là lý trí và kiểm soát. Nhưng mà sau trong cái phần battle này, tự nhiên ngay từ câu đầu cất lên là em có cảm giác như rất nhiều tình cảm, rất nhiều cảm xúc đặt vào đấy. Thật sự đây là một cái phần song ca mà đúng là không bỏ công anh em mình ngồi chờ đợi. Thật sự hai bạn đều là hai ca sĩ tuyệt vời. Hay quá. Và phía dưới thì chúng tôi còn thấp thoáng bóng hình của Cún Tóc Lô cũng đang phiêu theo bản song ca tuyệt vời vừa rồi. Cún đã bị đẩy vào một cái tình huống khó xử quá, bởi vì Cún đã lắng nghe các bạn từng chút 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 một, và đúng như là Tiên và Thành nói, bạn Sứa đã toát lên được một cái gì đó nó rất là chuyên nghiệp, âm vực của bạn đẹp lắm. Hippo cũng vậy, cho nên là yêu cả hai bạn. Yêu cả hai bạn. Yêu cả ba bạn. Yêu cả ba bạn. Wow. Sau khi chúng ta lắng nghe những chia sẻ của Cú Tốc Lô, chúng ta càng khó khăn hơn rất là nhiều trong quyết định của mình.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bình chọn từ hội đồng cố vấn và khán giả tại trường quay để tìm ra xem ai là chủ nhân cuối cùng giành lấy tấm vé ghi tên mình vào top 6 danh giá của ca sĩ mặt nạ mùa 2. Trong đó, mỗi cố vấn tương ứng 10 điểm và mỗi vị khán giả tương ứng 1 điểm. Bây giờ mình sẽ đến với lượt bình chọn đầu tiên của hội đồng cố vấn. Xin mời thời gian bình chọn bắt đầu. Thời gian đã kết thúc. Xin được cảm ơn hội đồng cố vấn và bây giờ xin mời 99 khán giả tại trường quay hãy bình chọn. Xin mời. Xin mời 99 đóa hoa hồng. 5 4 3 2 1 và hết thời gian. Xin cảm ơn khán giả. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút để cập nhật kết quả cuối cùng. Trên tay Huy hiện tại là kết quả cuối cùng. Nhưng mà trước tiên thì chúng tôi muốn lắng nghe xem là khán giả các bạn đã lựa chọn cho ai? Hippo hay là Sứa? Ai à? Wow! Ngang ngang nhau. Và bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng. Tấm vé để vào vòng kế tiếp. Thời khắc quan trọng ạ. Sao hai bạn lắc dữ vậy? Lật đật dữ vậy? Tinh thần rất thoải mái. Và chúng tôi xin được công bố tấm vé an toàn cuối cùng. Một nghệ sĩ với phần trăm lượt bình chọn là 58,99%. Wow. Và lượt phần trăm còn lại đó chính là 41,01%. Chúng ta cũng có sự chia rẽ nhẹ nhẹ trong hội đồng cố vấn. Xin được chúc mừng tấm vé cuối cùng đã thuộc về đó chính là Hippo Happy. Hippo Happy sở hữu lượng phần trăm bình chọn là 58,99% và số thí sinh là 41,01%. Trong đó, phần trăm bình chọn của Hippo từ ban cố vấn là 21,58% và khán giả là 37%. Phần trăm lượt bình chọn của số thí sinh từ hội đồng cố vấn là 7,19% và khán giả là 33,81%. Một lần nữa chúc mừng Hippo Happy. Dù rất vướng víu và khó khăn nhưng mà các chị em vẫn giao lưu tình cảm với nhau một cách rất quyết liệt. Và xin mời về siêu đen ạ, chúng ta hãy cùng nhau đưa cuốn túp lô và Hippo Happy vào trong để đến phần lộ diện của Sứ Thị Tinh. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận ly The Mask Singer Việt Nam 2023. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Giây phút lật mặt đã tới. Xin mời biệt đỏ đen hãy mang phong bì từ két sắt của ngân hàng VIP ra. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là ấn tượng đầu tiên của hội đồng cố vấn về Sứa Thủy Tinh sẽ là ai. Đầu tiên là cố vấn Bích Phương dự đoán đó chính là ca sĩ Thảo Trang. Ủa sao em lại ghi thế nhở? Em ghi người khác mà. Sao trong trí nhớ của em em ghi người khác? Ở đây em có ghi hai người không anh? Không, em ghi rõ ràng rành mạch. Ôi nó chết rồi, sao thế? Bút xa gà chết. Eo ơi, nãy giờ dậm chân mà giống như là vỗ ngực rầm rầm, thiếu điều muốn lủng khỏi. Trời, anh biết không? Em vẫn trung thành với kết quả của em nha. Ờ đó. Vòng 2 mà mới có cái đáp án đó trong đầu. Buồn cười nhất là trong đầu tôi mà tôi chưa biết ra đấy. Trời. Xin giật. Em tự thôi miên em thôi. Rõ ràng em ghi chữ Thảo Trang to rõ, không nét thừa. Đây. Em rồi chắc còn tè lè nữa đó. Tóc tiên. Em tầm bậy lắm luôn á. Ai nè? Bạn đã lựa chọn đáp án đó chính là ca sĩ Trương Thảo Nhi. Đây tôi. Người anh của tôi, quả là một người anh lớn. Trang giấy trắng hả? Anh chọn cái phong bì cũng lớn hơn người bình thường, gấp đôi.
Ghi gì anh? Mà cái tên anh ghi kỳ lắm. Anh ghi bé tí ở đây nè. Anh sợ người ta nhận được tên ảnh hay sao? Tại nhục đâu có dám ghi bự đâu. Anh ơi, lần này là có nguyên camera từ trên chiếu xuống anh kết quả. Anh Thành, ảnh ghi ca sĩ Lan Hương, nhóm nông dòng, dòng kẻ. Hình như lúc đấy còn bảo là chấn động hay sao ấy. Anh Thành thấy chấn động lắm. Còn chàng trai rock cơ miệng chúng ta vẫn giữ phong độ, một lối đi riêng biệt. Hát ca khúc Trang Giấy Trắng Phạm Trường. Huỳnh Tú. À không, cũng mất sen. Một nhân vật lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy là có đến 4 nắp A. Bác em hãy cho các nhạc sĩ đại tài khác hơn nói ra một cái tên trước khi cái gương mặt nó được lộ ra. Em nghĩ là một Tia Hải Châu. Tia Hải Châu. Tôi sẽ cho Bích Phương được gỡ gạc lại gương mặt của em trước khán giả truyền hình. Em hãy cho tôi đáp án mà hiện nay trong đầu em còn nhớ lần cuối cùng. Thật sự là cho đến trước khi anh đọc tên chị Thảo Trang, em vẫn nghĩ là trong phiếu em ghi tên là Phượng Vũ. Em rất chắc chắn cái chữ chờ đấy là chữ chờ của Phượng Vũ. Và em vẫn luôn tin là em viết vào tờ phiếu của em là Phượng Vũ. Và em nghĩ là nếu hôm nay đúng là Phượng Vũ thì em sẽ được nở mày nở mặt. Em không còn là một con người vô tri nữa. Nhưng em ngã quỵ. Em rụng nụ. Mở ra lần nữa mà không phải ca sĩ Phượng Vũ nè. Thì là double. Em không còn mặt mũi nào nữa. Xin mời biệt đội áo đen hãy giúp chúng tôi lật mặt xem Sứa Thủy Tinh là ai. Xin mời khán giả mở ra. Ủa, cô còn chạy. Lâu quá, lâu quá. Đây là một nhân vật gây hoang mang tột độ bởi vì có quá nhiều những cái tên đã được đưa ra. Và đó chính là ai đây? Người này mà tham gia năm nay chấn động. Họ Chu. Chu. Chị Thanh Hà. Cái này mà mở ra bạn Linh Dương Lan Ngọc, tôi đãi bắp ăn đồ ăn từ đây đến cuối đời. Từ cuối đời luôn. Đây là ai? Ai? Bí mật. Em không dám nhìn. Hả? Hai ơi, đi đâu đấy? Ôi đi chạy nhanh thế. Anh Thành ơi, phải người của em không? Em không dám nhìn. Ca sĩ Phượng Vũ. Phượng Vũ. Em đã không bị nhục nhã double. Em chỉ bị nhục nhã một nửa thôi. Lúc này em tỏa sáng lắm thật sự. Và như vậy với phần dự đoán vừa rồi đến từ hội đồng cố vấn thì không ai có điểm cả. Và chặng đường đến chiếc cúp ta vàng đã xa hơn một đoạn nữa. Chào ca sĩ Phượng Vũ ạ. Dạ. Em xin được gửi lời chào tới 4 vị ban cố vấn ạ. Và chào anh Huy. Bây giờ mới được nói giọng của mình. Không thể giả quá lâu được tại vì anh Thành phát hiện ra ngay mà. Nói giọng nam cũng khó thật ạ. Nói chung là đến vòng này mà được bung lụa là chính mình là em thấy là cũng mãn nguyện lắm rồi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì cảm ơn Bích Phương nữa. Tại vì Bích Phương là người mà nhận ra giọng mình đầu tiên. Em sao em nhận ra chị mà sao em lại nghĩ là chị Thảo Trang. Trời ơi là trời. Thế nên mình vừa mừng vừa vui cũng vừa lo nữa. Mà lúc đấy Bích Phương lại hỏi chị có ăn chanh không. Mình nghĩ trong đầu mình ăn kẹo không mà đâu có ăn chanh đâu. Em bị nhớ nhầm chị ơi. Em chỉ nhớ là chị vừa ăn vừa hát thôi. Chứ em không nhớ là chị ăn món gì. Xong về nhà em search lại em thấy chị ăn kẹo hay sao em quê ghê. Thôi nhưng em cũng đã đoán trúng chị rồi. Là cái vụ dự án vừa hát là có một thời gian rầm rộ đúng không? Hồi xưa dạ. Là chị vẫn đang làm nhân viên văn phòng gì đúng rồi. Xong chị ngồi vừa ăn kẹo vừa hát mà hát hay. Hay. Sứa Thủy Tinh là một những nhân vật mà khi mà chúng tôi khảo sát về các đáp án của khán giả cũng như hội đồng cố vấn là rất nhiều những cái tên, và tới thời điểm hiện tại cũng rất nhiều khán giả vẫn chưa biết được thực sự
ẩn sau lớp mặt nạ của Sứ Thủy Tinh là ca sĩ nào. Đây là một điều rất là thành công khi mình ẩn mình lâu như vậy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại với những manh mối mà chương trình đã đưa ra. Đầu tiên là một manh mối flash về những cái thành tích của mình, cũng như bên cạnh đó là từ flop. Thì có thể cho chúng tôi biết, cũng như khán giả được biết là tại sao có dữ liệu này không ạ? Thật ra thì Sứa không ngại khi mà mình flash cái flop này. Tại vì đúng là tất cả những cái sản phẩm mà Sứa từng cho ra mắt trước đây chưa có sản phẩm nào thành công cả. Mình không ngại khi chia sẻ điều này. Tại vì mình vẫn luôn luôn chờ đợi một cái sản phẩm mà đến cái giai đoạn đấy mình trưởng thành cả về cảm xúc lẫn về giọng hát. Và Sứa nghĩ rằng là The Masked Singer đã giúp cho Sứa trưởng thành rất là nhiều. Nhờ đó mà Sứa biết rằng là giọng hát của mình phù hợp với dòng nhạc nào. Và chương trình cho Sứa rất là nhiều cái cơ hội để cho mình được thử thách. Sau lớp mặt nạ mình có thể thử nhiều dòng nhạc. Rất là mừng khi mà mọi người đón nhận. Và sau đó thì Sứa đã có một cái định hướng cho mình về âm nhạc. Và cảm ơn The Masked Singer rất là nhiều. When the party's over and you need a friend, who's it likely to be? Và tiếp theo sẽ là một cái manh mối nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ và nhận được biết về câu chuyện mà nãy có một cái hint là Sứa bị ba mẹ ngăn cấm trong câu chuyện là tình cảm của mình là như thế nào ạ? Tại vì mình sinh ra và lớn lên ở quê nên là gia đình, nhất là mẹ, không muốn con gái đi theo nghệ thuật. Mặc dù mình Sứa rất đam mê ca hát từ bé, nhưng mà mẹ thì luôn luôn hướng con gái phải có một công việc ổn định như là kế toán chẳng hạn. Thế là cuối cùng mình đi học rồi trở thành một cô nhân viên văn phòng. Nhưng mà cái tình yêu âm nhạc nó quá là lớn. Đến một ngày thì mình đã từ bỏ hết công việc, tất cả mọi thứ, đi theo tình yêu của cuộc đời mình. Và đến lúc đó thì mẹ của Sứa đã từ mặt Sứa phải một năm trời. Nhưng mà rồi mẹ cũng đồng ý. Bởi vì mẹ thấy là khi mình sống với âm nhạc thì mình thật được là chính mình và mình hạnh phúc vì điều đó. Mình nghĩ là chắc là bác thấy được là Sứa ít nhiều gì cũng có những thành công nhất định. Có thể như bạn nói là bạn có nhiều sản phẩm chưa được thành công như bạn mong muốn. Nhưng mà đâu đó nó cũng có cái thành tích và bạn cũng sống được với nghề. Bạn cũng được nhiều khán giả yêu mến rồi. Cho nên là mình muốn nói với mọi người rằng là dĩ nhiên chúng ta không phải lúc nào cũng cứ đi ngược lại với bố mẹ là chúng ta hay. Đi ngược lại thì chúng ta phải thật sự chứng minh được là mình đúng, là bằng cách thành công thôi. Tại vì bất cứ bố mẹ nào sinh con ra thì cũng muốn con mình theo một cái hướng đúng mà họ cho rằng là đúng. Mình chia sẻ với Sứa một tí thì mình thấy là với những gì mà Sứa đã trải qua cùng với The Masked Singer, mình chỉ có thể nói là như là Sứa là một người phải đi hát thôi. Cái ngành kế toán sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì nếu mất đi một cô này. Nhưng nếu thị trường âm nhạc mất đi một giọng hát này thì phí quá. Mình chỉ nghĩ thế này thôi, Sứa là một người hát rất có cảm xúc, hát rất có sự tính toán trong bài hát của mình, biết mình nên làm cái gì ở những đoạn như thế nào. Đó là một cái người người ta yêu và người ta nghiên cứu về nó, chứ không phải hát một cách hoàn toàn bản năng. Và bạn cũng có trời cho bạn một cái quãng giọng rất là thuận lợi để bạn lên xuống thoải mái. Bạn có nội lực ở những nốt thấp rất là đẹp. Thì mình nghĩ là một cái người như vậy, có tài năng như vậy, bạn nên phát huy. Và chắc chắn sau chương trình này nhiều người hơn biết đến bạn. Và cái bạn đang mong muốn nó sẽ đến, sẽ có một bài hit xứng tầm với những gì bạn đã bỏ ra ngần ấy năm. Chắc chắn là như vậy. Để tạo niềm tin cho Sứa, em có xin chia sẻ là em đợi 10 năm thì mới có bài hit kế tiếp. À vậy hả? Thì đó. Sao dữ vậy? Thì đó. Bài đầu là Giả Vờ Yêu hả? Giả Vờ Yêu đầu tiên à, sau đó 10 năm sau mới là Chuyện Thế Y. Đó. Đó. Em cũng không ngờ nó tới đâu. Nhưng mà đúng thời điểm nó sẽ tới. Và trong rất nhiều con vật nha, tại sao Thủ Vũ lựa chọn là hình ảnh của con Sứa ạ? Con Sứa nó là một loài động vật nhỏ bé, nó nhìn nó rất là mong manh, nhưng mà nó lại có một cái sức sống rất là mãnh liệt. Và nó cũng tượng trưng cho cái tình yêu của Phụng Vũ với âm nhạc, không ngừng nghỉ mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình. Phụng Vũ rất là trân trọng cái điều đấy.
Quê xứ ở đâu nhỉ? Quê em ở Hải Phòng ạ. Đấy, là xứ là đúng rồi. Thảo nào hát phát ra mùi bánh đa cua. Mặn mà ngay lập tức. Và vừa rồi á, cái vòng đầu tiên á là em nhớ một ca khúc thầy ứng rất là mạnh. Đó chính là bài Lững Lơ. Thì có một cái đoạn mà xứ hát bằng tiếng Anh. Yeah. Yeah, rất là viral luôn. Nên mình thấy là bây giờ mình cởi bỏ được cái lớp mặt nạ của xứ Tinh ra rồi, có thể hát tặng khán giả như là họ được cố vấn lại một lần nữa cho thoải mái thôi mà. Mời nhạc sĩ Hoài Sa. Giọng ca này mà làm kế toán thì sai. Nè, kế toán à? Khách hàng hối deadline là hát giọng này. Quá trời. Chắc chắn là ngày hôm nay với màn lộ diện hoàn toàn cái bất ngờ khán giả thế này thì không biết là ca khúc mà Phương Vũ lựa chọn ngày hôm nay sẽ là bài hát như thế nào ạ? Phương Vũ tiếp tục lựa chọn một bài hát mới nữa. Hả? Hôm nay là liên khúc bài hit à? Nhà mình không có gì, chỉ có mỗi bài mới thôi ạ. Wow. Ôi cái câu này là chí mạng phết đấy. Mình phải tranh thủ, dạ vâng, tại vì chương trình ấy thì cái độ phủ sóng rất là cao. Và sau một quãng thời gian cố gắng 7-8 năm, Phụng Vũ vẫn chưa có bài hit. Nên là Phụng Vũ sẽ thử mọi cách bằng mọi giá để mình có thể mang âm nhạc của mình tới khán giả. Và hy vọng là mọi người sẽ đón nhận ạ. Tiêu chí là không được bài này, không được bài kia. Đúng. Đấy. Chiến tới cùng ạ. Kiểu gì cũng dính một bài. Hát tới hit thì thôi. Dạ, cái khúc ngày hôm nay là cái khúc nào ạ? Một sáng tác của nhạc sĩ Miu Amazing. Dạ. Oh. Dạ, ca khúc có tựa đề là Not My Only. Yeah. Nghe có vẻ như là nhân cách xéo sát à? Trở lại rồi, trở lại. Xem, để xem, để xem. Bây giờ mới là Miu nè. Xin mời ạ. Đến sau này thấy em đây anh có còn cay. Chắc không ngờ đứa như em sẽ nói lời chia tay, khiến cho mình phải thế này. Do anh nhận lấy từng ngoan ngoãn phía sau lưng anh giờ hết rồi. Oh no, anh luôn mong em phải trông vượt ngoài kỳ vọng. No, trong khi em luôn chỉ muốn yêu anh thật lòng. No, em sẽ chẳng chờ nước mắt xin quay lại. Oh no, never ever, no way. Yeah 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 yeah, đừng liên quan đến em baby. Yeah 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 yeah, đừng than van với em baby. Yeah yeah yeah, vẫn cứ nghĩ em yêu anh luôn bên anh không ai tin
for food, nghén suốt đêm leave me alone. Khiến cho mình phải thế này do anh nhận lấy. Ngạc nhiên chưa chính em của bây giờ rất hạnh phúc. Oh no, anh luôn mong em phải trông vượt ngoài kỳ vọng. No, trong khi em luôn chỉ muốn yêu anh thật lòng. No, em sẽ chẳng chê nước mắt xin quay. Ca sĩ Phương Vũ vừa rồi với một tiết mục vô cùng bùng nổ. Giờ chúng tôi thay mặt ekip của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Bạn Nam Bộ 2 cũng sẽ gửi gắm lời chúc đến ca sĩ Phương Vũ sẽ tìm được không những là một bài hit mà còn rất 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 nhiều những bài hit trong chặng đường nghệ thuật của mình sắp tới nữa. Mặc dù hành trình của Sứ Thủy Tinh dừng lại ở đây, nhưng khán giả diễn sẽ đón chờ Sứ Thủy Tinh xuất hiện ngoài đời thật với những ca khúc của chính mình, của chính ca sĩ Phương Vũ. Kể từ ngày mai em đã chính thức được chạy show trở lại rồi đó. Chúc mừng chị. Đó là tin vui. Chạy show công khai. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Bạc Nạm mùa 2 do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V-Channel thuộc Đức Việt PAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Và quý vị hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem trọn bộ The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Bạc Nạm mùa 2. Vion là ứng dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Hãy cùng chúng tôi phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin được cảm ơn nhà tài trợ chính, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Và cảm ơn nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Plan, bia vị chất mở bất ngờ. Và cũng xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Mặt Nạ mùa 2. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào thứ 6 tuần sau. Gia đình, nhất là mẹ, không muốn con gái đi theo nghệ thuật. Mẹ của Sứa đã từ mặt Sứa. Hôm nay thật lòng đã khóc được rồi. Suốt bấy lâu nay vừa cười rồi quên đi luôn mất mình yêu đôi. Nước mắt như một lời ôi an. Tội nghiệp thời gian qua, chắc đã phải chịu đựng nhiều quá. Nhưng mà rồi mẹ cũng đồng ý. Bởi vì mẹ thấy là khi mình sống với âm nhạc thì mình cần được là chính mình và mình hạnh phúc vì điều đó. Khi lột chiếc mặt nạ này ra, ban đầu thì có hơi buồn một tí. Tại vì mình đã phải chia tay với chiếc mascot rất là thân yêu này. Chiếc mascot Sứa Thủy Tinh này nó như là linh hồn của Phượng Vũ. Nhờ có chiếc mascot này mà Phượng Vũ thỏa sức thể hiện bản thân mình. Phượng Vũ mong là quý vị sẽ yêu mến The Masked Singer Việt Nam và chờ đón phần trình diễn của Sứa Thủy Tinh The Masked Singer Việt Nam All Star Concert. Và mình là Sứa Thủy Tinh Phượng Vũ.
tuần sau, trận đấu ngày càng kịch tính hơn với những gương mặt không thể nào bỏ qua tại bảng cuối của vòng 4. Cảm giác như đang xem một bộ phim mà nghe soundtrack vậy đó. Đây là một cái phần trình diễn mà nó mãn nhãn cả về phần nghe và cả về phần nhìn. Rất rất là cảm xúc. Nó mang sự cao trào từ đầu đến cuối. Nói chung là chấn động. Giới thiệu. Ở đâu mà khóc như hai miếng bánh bột lọc vậy trời. Quá trời. Ngày hôm nay em có một nỗi đau. Chị hiểu hết luôn vậy em đó. Em cẩn thận với chị. Bạn chị còn biết luôn em là ai. Gấu ngày hôm nay hát một bài hát chắc chắn sẽ khiến nhiều người đồng cảm và có khi rơi cả nước mắt. Mỗi một vòng sau là anh Mùi Gấu lại càng thoải mái hơn. Lột xét từng vòng một ấy. Nhìn bề ngoài tưởng là thoải mái nhưng trong này nóng quá. Trong ngôn tình thì người ta gọi là một đời một kiếp á. Còn trong cái chương trình này là một mất một còn nè. Và thưa quý vị, trên tay Huy đã cập nhật kết quả cuối cùng. Và tấm vé duy nhất đã thuộc về. Ai sẽ là người phải nói lời chia tay với chương trình? Xin được chúc mừng. Mở ra, mở ra, mở ra. Và đó là đón xem Ca sĩ Mặt Nạ mùa 2 vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc bi vị chất, mở mắt ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Hoa Phương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VION.